Chào bà con nông dân và các bạn đang xem chương trình. Thì chúng ta thấy cái vấn đề đổ ngã là một cái vấn đề lớn trong cái vụ hè thu. Mà ngày hôm nay thì bà con thấy là bây giờ cái sự đổ ngã nó không còn giới hạn trong cái vụ hè thu nữa, mà ngay cả cái vụ đông xuân lúa vẫn bị đổ ngã. Bây giờ cái cây lúa này á, bà con biết ngã có nghĩa là nó nằm dày xuống dày như vậy. Thì cái thứ nhất là coi như vậy là nó có bị gãy thân không, đó là một kiểu. Thì tôi thấy rằng đối với cái lúa đó, tôi quan sát trong cái thời gian vừa qua thì gần như là cái cây lúa nó không có bị gãy. Đối với những cái giống lúa mà quá cứng cây, khi mà gió mạnh ấy thì nó sẽ gãy gãy bị gãy cục ngang như thế này đó, mình gọi nó là gãy. Thì ở đồng bằng sông Cửu Long và ngay cả ở cái vùng miền Đông Nam Bộ này hay là Tây Nguyên mà có trồng lúa cũng vậy, thì tôi thấy gần như là cái vấn đề mà cái thân nó cứng tới cái độ mà khi mà nó ngã như thế này do gãy thì gần như là tôi chưa tìm thấy. Nó không giống như là cái cây xoài, cây ổi thì nhiều khi cái nhánh nó cứng đó, rồi gió thổi là nó gãy ngang như thế này, nhưng mà trên lúa thì không thấy. Trên lúa thì tôi thấy nó có hai cái cách ngã thôi. Cái cách ngã thứ nhất là tróc gốc. Tróc gốc thì tróc gốc có nghĩa là cái thân này nó vẫn cứng như thế này nhưng mà nó bật rễ lên, bật rễ lên. Thì bà con nhớ hồi nãy tôi nói là đổ thừa do đất đó, hoặc là đất quá mềm nhão. Những cái chỗ nào mà cũng nó hen, rồi bà con lúc mà trang bằng cái mặt ruộng, bà con đưa đất lại cái chỗ đó nhiều, thành thử ra đất nó mềm nó nhão, tới chừng bộ rễ nó cũng bấu chặt vô trong đất nhưng mà đất nó mềm quá nên nó tróc gốc lên. Hoặc là cái thứ hai là đất không phải là mềm nhão nhưng mà cái tầng canh tác nó mỏng quá, thì như vậy là nó cũng sẽ bật cái rễ lên. Và cái thứ ba nữa là cái bộ rễ nó bị tổn thương. Thì ba cái đó nó sẽ làm cho như vậy là cái kiểu ngã mình gọi là tróc gốc. Thành thử là khi mà bà con thấy cái ruộng lúa của mình mà nó bị ngã như thế này nè, bà con đến bà con đỡ nó lên rồi bà con quan sát coi coi nó bị cái kiểu nào. Nếu thì dẫn ở đây cô Huệ có hỏi tôi bây giờ cái biện pháp làm sao, nếu mà tróc gốc mà do đất nó mềm nhão thì như vậy là chắc chắn là bà con phải lưu ý cái vấn đề là trong cái kỹ thuật canh tác phải áp dụng, nếu mà tưới nước á, thì nên tưới nước theo cái kiểu ngập khô xen kẽ. Để chi? Để có một cái khi mà nước nó rút tới khỏi mặt đất rồi thì mình chưa có bơm vô, mà để cho nó rút sâu xuống cách mặt đất chừng 1,5 tấc. Thì bà con thấy khi mà nước rút xuống như thế này đó thì cái bộ rễ nó sẽ ăn xuống, nó sẽ bấm sâu vào bên dưới và đất nó cũng được nén dẻ xuống một chút, thì như vậy là nó sẽ dễ dàng hơn, nó đỡ đổ ngã. Còn nếu như trong trường hợp mà bà con mình không thể nào mà chủ động để tưới ngập khô xen kẽ được thì trong cái kỹ thuật canh tác mình nên có rút nước giữa vụ. Bạn còn biết là cái rút nước giữa vụ là một cái kỹ thuật canh tác mà người Nhật, họ nông dân Nhật họ áp dụng rất là nghiêm chỉnh trong quy trình kỹ thuật canh tác. Họ bắt buộc là phải có một cái thời điểm rút nước giữa vụ, nghĩa là bên cạnh cái việc mà giảm cái đổ ngã do đất nó được nén dẻ xuống rồi cái bộ rễ nó ăn sâu xuống, ngoài ra nó còn giảm được cái lượng nước tưới và cái dinh dưỡng ở trong đất nó cũng được tốt hơn. Nên cái vấn đề là cái thứ nhất là ngã mà do tróc gốc đó, mà do đất mà không có được tốt như thế thì đất mềm nhão như thế thì bà con giải quyết vậy. Còn trong trường hợp mà cái tầng canh tác mỏng thì trong một năm đó, bà con cố gắng có một lần cày thì tốt. Mà tôi nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới khi mà bà con mình có thể điều chỉnh lại cái lịch mùa vụ đó, một năm mình làm 2 vụ, hoặc là trong cái mùa nắng mình để có cái thời gian mình cày đất lên, mình phơi ải cho nó sâu như thế này thì rất là tốt. Nếu như bà con đưa cái tầng canh tác xuống bên dưới mà khi mà nó sâu như thế này thì rễ ăn sâu thì nó sẽ bám chặt hơn. Giống như bây giờ bà con chôn một cái cây cột đi, mình mà chôn cạn á, thì nó lêu lêu như thế này nó dễ ngã. Nếu mà mình chôn sâu xuống như thế này thì nó sẽ tốt hơn, thành ra cái rễ nó bấu chặt ở bên dưới, thì tôi nghĩ rằng nó rất là hay. Mà Campuchia tôi thấy bên đó là cái đấy họ làm tốt lắm, cái họ cài có lẽ là cái kỹ thuật canh tác của họ là thoát từ cái chỗ là cái lúa mùa một vụ trước đây đó, thì họ cài
Rồi bây giờ khi mà canh tác lúa ngắn ngày năng suất cao, họ vẫn giữ cái canh tác cày, cái kỹ thuật cày. Ở Việt Nam của mình, đồng bằng sông Cửu Long thì trước đây thì cũng làm lúa mùa một vụ, rồi khi chuyển qua thì lúc đầu cũng có cày, nhưng mà khi bà con mình tăng lên 3 vụ hay là 2 năm 7 vụ cái là không thể nào mà đưa cái máy cày vô được. Chứ hơn nữa cái diện tích đất mà từng cái ô nhỏ nhỏ thì đưa máy cày lớn vô rất là khó. Nên cái vấn đề này muốn thay đổi được cái này thì cũng phải có cái biện pháp mùa vụ cho nó phù hợp thì mình mới thực hiện được. Thì cái đấy là cái thứ hai. Rồi về tới cái thứ ba mà ngã do trống gốc và tôi nói lúc nãy đó là do cái bộ rễ phát triển kém quá. Cái này thạc sĩ Liêm có thể nào giúp cho bà con mình đưa cái bộ rễ lúa cho nó khỏe mạnh hơn, để nhiều khi đất thuận lợi như thế rồi nhưng mà bộ rễ phát triển không khỏe mạnh hoặc là bị bệnh đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bộ rễ, thì nó cũng làm cho cái cây lúa bị róc gốc, cái thân này vẫn cứng như thế này nhưng bị róc gốc. Thì đấy là một cái kiểu thứ hai đó cô Huệ. Kiểu gãy thì như tôi nói lúc nãy là nó không có rồi phải không, nhưng mà tróc cái nó vẫn cứng nhưng mà nó tróc nguyên cái rễ lên như thế này thì mình gọi nó là tróc gốc, đó là cái thứ hai. Và một cái cách cuối cùng đó là công thân. Mà cái công thân này là tôi thấy là chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, tức là cái thân rạ nó yếu quá nên nó bị cong như thế này mà nó không gãy, nó cong như thế này. Cái gốc thì vẫn bám chặt được, nghĩa là thạc sĩ Liêm đã cho cái bộ rễ rất tốt, rất phù hợp, nhưng mà cái thân rạ này nó yếu nên như vậy là nó bị cong. Mà cong này tôi nói cái chất ngã này là cái chất ngã chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, nó bị cong thân như thế này. Mà khi nó cong thân như thế này đó thì thứ nhất là bà con mình phải chọn cái giống cứng rạ, thì cái chuyện đó là chắc chắn rồi. Cái thứ hai là ở cái thời điểm mà bón phân mà đón đồng đó, mình đừng có bón thừa cái phân đạm, mà bà con chú ý vô dùm tôi cái chất canxi rồi cái chất kali và cái chất silic. Bởi vì ba cái chất này nó sẽ giúp cho cái thân rạ này nè nó cứng chắc. Mà tôi thường hay nói đó là cái canxi á thì giống như là xi măng, nó liên kết các cái tế bào của cái thân rạ này với nhau một cách cứng chắc. Bây giờ một cái vách tường mà bà con xây mấy cái viên gạch, mà bây giờ giữa các cái viên gạch mà không phải là xi măng mà là bùn coi, bà con lấy tay đấm gì cái nó cũng ngã nữa. Thành ra cái thân rạ này thì cái chất canxi là mình phải đảm bảo cho nó đầy đủ. Còn cái chất kali á, bà con hình dung giống như là mình gọi là tường tường xây 10 hay là 20 đó, tức là làm cho cái thành của cái thân rạ này nó dày lên. Nó dày lên tức là tường mà mình xây 10, tức là một một hàng gạch nó sẽ không chắc bằng mình xây hai hàng gạch nối với nhau. Thành ra cái kali á, mình tưởng tượng giống như là xây tường đôi vậy đó, tức là làm cho cái thành của cái thân rạ này nó dày lên. Và cái chất silic là cái chất nó giúp cho hóa gỗ. Các bạn hình dung giống như cái tường của mình, sau khi mình xây gạch xong rồi thì mình phải tô tường để cho nó liên kết cái mảng nó lại với nhau, thì cái silic cũng vậy, nó sẽ cứng chắc như thế này. Và con thấy là cái lá lúa nè, mình thấy cái lá lúa này á, nó đâu phải là dày đâu, nó mỏng, rất là mỏng nè, mình thấy nó mỏng như lá lúa mà bà con thấy tại sao nó đứng được là nhờ cái silic nó dán ở trên đây nè, mà nó dán tới cái độ mà nó bén đâu. Bà con lấy cái này bà con cứa vô tay đó là có thể là nếu mà da mỏng mỏng là có thể rướm máu à, nghĩa là nó rất là nhờ cái silic. Nên cái silic mà nó dán ở trên đây thì bà con thấy rằng cái thân rạ này nó rất là chắc. Nên ba cái chất là canxi, silic và kali là ba cái chất đó nó sẽ hỗ trợ cho cái thân rạ nó được cứng chắc. Thành thử ra đối lại với cái việc mà ngã mà do cong thân như thế này thì cái vấn đề là chúng ta chọn giống và chúng ta đừng có dư thừa phân đạm, rồi chúng ta cũng phải có đảm bảo là canxi, silic và kali là ba cái chất nó sẽ hỗ trợ cho cây lúa được tốt. Và bên cạnh đó cái vấn đề là cái bẻ lá. À, bà con phải giữ làm sao cho cái bẻ lá này nè nó được cứng chắc. Thì cái này thì nếu mà có dịp thì chúng ta sẽ trao đổi, bởi vì cái bẻ lá này nó có cái vai trò nó hỗ trợ cho cái thân rạ này để mà giúp cho cái cây lúa giảm độ ngã rất là quan trọng. Nếu có dịp chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề bẻ lá.